Em Trâm xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với lại kênh bán ô tô cũ của bên em. Bên em ở tại thành phố Hải Dương các bác nhé. Bác nào đang có nhu cầu mô tô cũ với những cái tầm tiền trên dưới 100 triệu cho tới trên dưới 4-500 triệu thì bên em rất là nhiều. Đặc biệt là trên dưới 1-200 triệu nhé. Bên em rất là nhiều xe. Và hôm nay video này thì em sẽ giới thiệu tới các bác xem và nghe về chiếc xe Isuzu Highlander. Chiếc này sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu năm 2004, số sàn máy dầu. Một mẫu xe cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe 8 chỗ ngồi nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua dòng xe này về chạy dịch vụ hay là về sử dụng gia đình mà chạy phục vụ cho cái mục đích chạy nhiều đấy ạ, thì đây là một mẫu xe rất là hết sức là tuyệt vời. Đấy, vì đây là cái mẫu xe máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nhá. Form dáng cũng khá là đẹp đúng không ạ? Rất là to cao, rất là rộng rãi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, chính chủ biển Nghệ An nhé. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Nghệ An luôn. Và bên em có hỗ trợ hồ sơ khi các bác có nhu cầu. Còn bác nào ở Nghệ An mua chiếc xe này về thì quá là phù hợp rồi đúng không ạ? Em đang quay sơ qua hình thức bên ngoài, các bác nhà mình xem về cái chiếc xe Isuzu Highlander này bên em nhé. Thì em sẽ quay nội thất và quay phần máy và quay tất cả mọi thứ cho các bác xem. Một chiếc xe máy dầu. Giá tiền rất là phù hợp luôn nhé. Đây nội thất bên trong đây. Đây nội thất rất là đẹp. Đây em quay sơ qua phần nội thất để các bác nhà mình xem định hình về cái chiếc xe bên em đang bán nhé. Đấy, hai dàn điều hòa về nội thất rất là rộng rãi và rất là sạch đẹp. Đây các bác xem này. Chiếc xe này có cái ưu điểm là giá hợp lý này. Đúng không ạ? Máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái ưu điểm của chiếc xe này là nội ngoại thất rất là đẹp nhé. Nội ngoại thất rất là sáng, rất là đẹp luôn. Chủ xe trước cũng đã được bọc 5D rồi, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Đây, lộ ngoại thất đây, em quay sơ qua các bác nhà mình xem nhé. Rất là sạch sẽ luôn. Chiếc xe này thì các bác mua về là không phải làm bất cứ gì đâu. Các bác về chỉ làm đẹp thôi. Ví dụ như là có thể là mình đầu tư thêm đồ chơi hoặc là cái đèn gầm. Đây, đèn gầm của chiếc xe này là chưa có nhé. Đây, bác nào mà có nhu cầu lắp đèn gầm thì cũng chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Và các bác có thể là đầu tư thêm đồ chơi ở trong xe, ví dụ như là loa hay là màn hình hay là một số các gọi là thiết bị. Và làm sạch sẽ xe này thôi nhá. Chứ còn thì về cơ bản chiếc xe này, ví dụ như là máy gầm này, máy gầm rồi côn số lái là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chiếc xe này bên em. Máy nổ rất là êm nhá và không đổ hơi. Một chiếc xe còn khá là sáng, bác xem một cặp đèn pha của nó rất là sáng đúng không ạ? Bây giờ em quay gần hơn, có các anh mình xem về chiếc xe này của bên em nhé. Đây, sơn xi rất là sạch bóng này, rất sạch đẹp luôn. Đây, chỗ này nó bẩn đấy nhá, chỗ này bẩn này, lâu đi là nó hết ngay nhá các bác nhá. Em để trời mưa mà, hôm qua mưa, hôm nay đang ngớt ngớt rồi thì em quay video giới thiệu các bác xem về chiếc xe này. Rất là nhiều mẫu xe chưa được đăng lên cho các bác xem vì lý do là trời mưa nhá. Lý do trời mưa. Còn thì Hải Dương bên em thì hôm nay đi là sẽ nắng ấm rồi, em sẽ thường xuyên và sẽ tích cực quay những cái mẫu xe bên em có để lên cho các bác xem về những chiếc xe hiện tại đang có ở bãi nhé. Bên em thì rất là nhiều dòng xe, rất là nhiều luôn, 4 chỗ, 7 chỗ và máy dầu, máy xăng rất là nhiều nhé. Đây, sơn xi của xe rất là sạch đẹp này. Đây, đèn đóm rất là sáng nhé. Đây, đèn rất là trong và rất là sáng luôn. Một dàn lốp thì cũng còn tương đối nhé, là răng đúc 4 bánh luôn. Và chiếc xe này thì các bác thấy là cũng đã được trang bị một cái bậc bệ lên xuống rồi đúng không ạ? Nhìn cái chiếc xe nó sẽ khỏe khoắn hơn. Ở bên ngoài thì có một đôi chỗ là hơi bẩn nhá. Nó hơi bẩn và nó hơi bụi một chút. Đấy, các bác biết là nó cũng trời mưa mà. Bây giờ thì em di chuyển xuống phía bên dưới và quay lên cho các bác xem về hình thức bên ngoài của chiếc xe này. Quay xong phần bên ngoài thì em sẽ quay bên trong nội thất nhá. Đấy, các bác nhà mình đang quan tâm đến cái mẫu xe Isuzu này thì các bác hãy xem kỹ qua video của em và gọi điện cho bên em theo số điện thoại em đọc là số 093 85 86 307 các bác nhé. Các bác đến địa chỉ tại cửa hàng số 156 Ngô Bệ, phường Tân, thành phố Hải Dương. Và đây là địa chỉ cửa hàng cũ bên em. Sắp tới chắc khoảng tầm vài hôm nữa thôi thì em sẽ chuyển ra địa điểm mới nhé. Các bác nhà mình nếu mà chưa biết địa điểm mới thì các bác hãy cứ gọi điện cho bên em để được biết cái địa điểm mới của bên em nhé. Rất nhiều xe các bác nhá, rất là nhiều xe để các bác nhà mình lựa chọn cho gia đình mình một chiếc phù hợp nhất. Đây, lốp mà ra đang đây, em quay các bác xem từng bộ phận một nhá. Và thân vỏ
gầm bệ của chiếc xe này thì cũng đảm bảo cam kết bác luôn là xe không bị đâm đụng này, không bị va chạm, và cái phần gầm, tất cả những phần khác của xe là không bị han mọt nhé. Cho nên là các bác yên tâm một điều là như vậy. Đây, bây giờ em quay xong cái phần đuôi thì em sẽ quay cái phần sườn để các bác mình xem nhé. Các bác hãy xem lần lượt kỹ qua video của em. Đặc biệt là các bác ở xa, bác nào ở xa, ví dụ trong khu vực miền Nam hay miền Trung đi, mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này mà không đi ra mua được thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Bên em sẽ vận chuyển cho và rút hồ sơ cho. Còn thì phí thì hai bên sẽ tính toán thôi. Em quay chi tiết các bác xem về chiếc xe Isuzu Highlander này. Nhà em thì 7 chỗ rất là nhiều các bác nhá. Ví dụ như Innova với tầm tiền trên dưới 200 triệu rất là nhiều. Đấy, và rất là nhiều dòng xe, ví dụ như là chiếc Jolly. Jolly của bên em rất là nhiều nhá. Jolly và Innova rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều. Như là dây nữa nhá. Dây bên em đang có 3 chiếc dây. 3 chiếc dây với tầm tiền từ 140 triệu cho tới loanh quanh 200 triệu, bản GL và bản DX đều có cả nhá. Ví dụ Kia Carnet nữa. Rất là nhiều luôn với tầm tiền trên dưới 200 triệu. Đây, các bác hãy xem ở đây ạ, em đang quay rất là gần, rất là sát, rất là kỹ, các bác nhà mình xem nhé. Cái la răng này em nghĩ là các bác về mình sơn lại một chút nó sẽ đẹp hơn này. Đấy, nó hơi xước xước một chút đúng không ạ, lốp đây. Và bây giờ thì ngay lập tức em sẽ quay bên trong nội thất các bác nhà mình xem. Bác nào mà đang có nhu cầu mua những dòng xe ô tô cũ với cái tầm tiền một vài trăm triệu thì các bác cứ để ý kênh bán hàng bên em nhé. Bằng cách là các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi, để cập nhật, để được biết những cái mẫu video em đăng lên. Chỉ như vậy thì các bác mới tiếp cận những cái video tốt hơn. Chứ còn thì các bác mà không đăng ký kênh ấy thì để mà biết được cái mẫu video em đăng lên thì sẽ rất là khó, đúng không? Có thể là tìm thấy thôi nhưng mà nó sẽ không phải là video mới nhất. Bây giờ nhá, lần lượt em sẽ quay các bác xem cánh đằng trên của bên lái trước này. Đây các bác xem đây, keo chỉ các thứ là còn nguyên zin hết nhá. Đây, và tắp ly đây. Tắp ly của xe thì phần đây là được thiết kế bằng da 5D đúng không ạ? Đây, và xung quanh là cái phần nhựa trắng nhìn rất là sáng đúng không ạ? Hệ thống kính chỉnh điện của xe còn hoạt động tốt nhá. Kính để xuống rất là nhẹ nhàng. Cái phần này thì nhà mình có thể là mình về bọc lại hoặc sơn lại này, hoặc bọc cái đề can đấy, nhìn nó không bị nhìn nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nó không bị bạc màu. Và bây giờ em sẽ quay bên trong nội thất của xe nhé, quay sâu bên trong nội thất để các bác nhìn mình xem. Đây, một bộ ghế da thì em sẽ quay kỹ các bác xem. Ghế da được thiết kế 5D nhìn khá là hầm hố đúng không ạ, và nhìn khá là khỏe và nhìn sáng và sang hơn rất là nhiều. Sáng và sang hơn rất là nhiều đúng không bác? Đấy, còn đây là củ số vành tay này. Chiếc xe này thì chưa có màn hình nhá, nhưng mà có âm thanh đài đĩa rồi, và cắm được cả USB nữa đúng không ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì còn hoạt động tốt hai chiều luôn, nóng lạnh đấy ạ. Và chiếc xe này được trang bị hai dàn điều hòa nhá. Một dàn thì được thiết kế đặt ở vị trí phía trước này, và một dàn nữa thì đặt ở vị trí phía sau. Đây chính là cửa gió điều hòa của xe đây. Rất là mát nha các bác nhá. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay phần tắp nô. Vị trí này thì các bác thấy là có gương chỉnh điện đúng không ạ? Có gương chỉnh điện luôn. Và đây là đèn gầm này. Và chủ trước thì cũng đã được lắp thêm một cái dàn loa check đúng không ạ? Đây, tắp nô đây nhá. Đây, đầy đủ đồ hết luôn. Đấy rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ xuống phía bên dưới và quay các bác xem. Cánh đằng sau đây nhá. Nói chung là bốn cánh thì còn khá là đều nhau, khá là đều luôn. Từ về keo chỉ này, rồi về độ tươi của táp ly. Đây nhá, em đang quay rất là gần và rất là chi tiết, rất là kỹ các bác nhà mình xem đây. Một số vị trí nó hơi bẩn nhá, ví dụ ở đây. Đúng không ạ? Đây nó hơi bẩn một chút này.
Đây đây là phần vách cửa xe nhé. Đấy, những cái ốc khóa cánh cửa nó còn khá là sáng đúng không ạ? Đây vách cửa này. Đây, khoảng cách của hàng giữa hai hàng ghế với nhau các bác thấy là rất là rộng rãi đúng không ạ? Bây giờ quay lên trần nhé. Quay lên trần này. Đấy, một trần được thiết kế 5D nhìn khá là sang. Khá là sang luôn. Và bây giờ thì em gập cái ghế lại, gập ghế lại nhá. Và quay các bác xem cái hàng ghế đằng sau. Đây các bác thấy rằng là cái dòng Isuzu này, cái phần hàng ghế đằng sau nó rất là rộng luôn. Rộng và tầm như là chiếc Innova đấy ạ. Nó sẽ rộng hơn những dòng xe Kia Carrera nhé, hay là Santa Fe nhé. Santa Fe chắc chắn điều rằng là sẽ không rộng bằng rồi đúng không ạ? Santa Fe thì các bác biết là nó với giá tiền hơn 200 triệu đúng không ạ? Cũng đời 2003, nhưng mà thậm chí là có những con thì nó lên đến, nó cao hơn chiếc xe này, lên đến cả 100 triệu luôn. Còn đây là phía đằng sau của xe. Phía đằng sau đây các bác nhé. Ở cái phần kia nó có một cái nắp, ở chỗ cái kia trong có cái lắp nhá, nó bị tuột ra. Đấy, cửa của dòng Isuzu này thì các bác biết là nó sẽ được mở ngang như thế này. Đấy, và chủ trước thì các bác thấy rằng là chủ trước cũng đã được lưng cái ghế đằng sau lên bằng cách là đặt những cái miếng gỗ ở dưới đúng không ạ? Thì cái hàng ghế này lên nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cái ghế hơi bẩn đúng không ạ? Hơi bẩn một chút. Ghế da còn đẹp các bác nhá. Ghế da thì còn đẹp nhưng mà nó chỉ bẩn thôi. Và bây giờ thì em sẽ quay sâu bên trong nội thất, đứng từ cái vị trí ở phía dưới đi lên. Để tất cả những cái phần cột hay là vách, tắp ly hay là trần, ghế đều được thiết kế bằng 5D hết, nhìn khá là sang. Nhìn cảm giác nó sẽ thể thao hơn đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ di chuyển sang bên phụ và quay các bác xem nốt nhé. Các bác nhà mình đang xem video của em thì các bác cứ xem thật kỹ và đợi em quay thêm khoảng tầm mấy phút nữa thôi, tầm 4-5 phút nữa thôi thì em sẽ quay xong và quay đến phần máy. Để tắp đi cánh cửa đây ạ. Hơi bẩn một chút các bác nhá. Đấy các bác xem này, một số vị trí ở dưới cánh cửa nó hơi bẩn một chút này. Em đứng vị trí này em quay các bác xem vào bên trong nội thất, hàng ghế giữa, mọi hàng ghế giữa. Sàn bọc da vẫn được lót cái tấm thảm cao su lon ở phần trên rồi đúng không ạ? Phần trên. Em sẽ quay tổng thể cái phần táp lô nhá. Đứng ở vị trí này em quay tổng thể cái phần táp lô. Cái thảm kia vừa em lôi cái phần đầu kia cho nên là nó bị che mất một số vị trí. Bây giờ em quay lốt các bác xem ở vị trí này nhá, như cái tắp ni cửa này đúng không ạ? Đây các bác xem keo chỉ cái thứ nào còn nguyên hết. Một chiếc xe có cái nội thất còn khá là tươi nhá. Đây các bác xem này, nội thất rất là tươi luôn. Nói chung là chiếc xe như thế nào thì em cũng đã quay khá là chi tiết và khá là rõ nét đúng không ạ? Các bác có thể là mình xem kỹ và tua đi tua lại để xem đi xem lại nhiều lần nhé, để cảm nhận về cái chiếc xe này của bên em nó đẹp xấu ở mức độ nào đúng không ạ? Đây là tắp lô này. Điều hòa của xe này rất là mát nhé, mát cực sâu luôn đấy ạ. Riêng cái chiếc xe này của bên em thì điều hòa rất là mát, mát rất là sâu luôn. Rồi ok, khá là chi tiết ở bên trong nội thất của xe rồi đúng không ạ? Bây giờ thì đến cái phần em quay tới các bác xem ở phần khoang máy của xe nhé. Với lại em quay luôn cả gầm nhé. Quay luôn cả gầm này. Đây các bác xem gầm sàn này. Đây gầm sàn của xe đây nhé. Rất là khô, rất là sáng luôn. Đúng không ạ? Quá là em chút, em sẽ mở cái cabo lên và quay các bác xem cái phần khoang máy của xe nhé. Phần khoang máy của xe. Rồi ok, đây là phần khoang máy của xe các bác nhá. Em đang quay các bác xem đây. Về máy thì em quay sơ qua và bên em cũng sẽ đảm bảo các bác luôn là về chiếc xe này, cái máy của chiếc xe này nhá.
máy khô ráo sạch sẽ và lỗ rất là êm. Bác nào muốn nghe tiếng máy em sẽ gửi, em sẽ lỗ lên và gửi qua Zalo các bác nghe. Riêng về máy và số và những chức năng khác của xe đấy ạ, thì các bác yên tâm nhé. Bên em cũng đã cho kiểm tra kỹ rồi, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chiếc xe này. Rồi ok. Bác nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì các bác hãy vui lòng xem và gọi điện cho bên em theo số điện thoại em đọc lại nhé, là số 0938586307 và địa chỉ xem xe tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đây, qua xe này bên em rất là nhiều xe luôn. Đấy, các bác xem video thì hãy ủng hộ kênh bán hàng bên em nhé. Vâng, và video này em làm tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.